À, kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta cùng chào đón một chàng trai đến từ thành phố Hồ Chí Minh với một ca khúc được mang tên Để Trả Lời Một Câu Hỏi. Và đó là tiếng hát của anh Thanh Sang và một người bạn của anh. Xin mời anh Thanh Sang ạ. Lệ Thu và Thanh Sang xin gửi tới các anh các chị sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc Đại Nhạc Hội 18 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Ghi dấu ngày đầu ta biến mình.
chiến binh. Cảm ơn cả nhà.